2tiếng. 2 tiếng. Một cái coi được 2 tiếng. Coi gõ YouTube là mình giữ vĩnh cửu luôn anh nhỉ? Ờ, để trên đấy mình muốn xem. Con này qua YouTube là xem được ấy. Mọi người cứ cài YouTube là xem, nó như Facebook đúng không ạ? Chỗ này giờ nó xây ghê nhỉ? Vâng. Đứng lại ra đây à? Vâng, ra đây. Ngon đấy. Rộng chưa? Nó chưa xong đó gì? Chưa xong, đang làm. Nó mạch vai Việt Đức ra đây hết. Việt Đức này nhỉ? Xương xiếc này. Rộng chưa nhỉ? Đất này của xã Thanh Châu mà, đất nông nghiệp nó lấy sạch. Đền bù cho dân phát là sạch luôn. Rộng chưa? Nó xây bệnh viện to quá. Này sau này tính là tất cả những vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định các thứ là ra đây hết anh ạ. Huế đấy là đỡ chặn nó là chặn ở đây không vào Hà Nội nữa, tuyến ở trên nữa mà nằm ngay đây thôi đấy, tính như vậy để nó giảm kiểu giảm tải. Tách ra ông Nam Định mới chết. Ăn nó quen rồi. Giờ tách ra bắt đầu mình chết. Mấy hố ăn giết nó quen rồi. Ngày xưa anh nói khổ lắm anh ạ. Mỗi lần xuống xin thế giờ xuống Nam Định khổ lắm anh ạ. Vâng, và xuống dưới đấy xuống tỉnh mà. Ôi giời. Khổ sở đi mấy ngày trực chờ cơm nắm cơm liếm. Giả dụ mình có muốn đi công an hay muốn các thứ hay các thứ đấy là phải xuống tỉnh. Giấy tờ cái thứ quan trọng là phải xuống chứ ở trên này nó không cấp được. Phải xuống đấy. Mà xe cộ đi nó khổ ấy. Ngày có một chuyến xe, xe cộ cạch, xe nân đứng một chân. Rồi nó gọi là Hà Nam Ninh. Hà Nam Ninh. Thời ông Lê Duẩn. Ông nhập hết mà. Nhập tất tỉnh. Bây giờ nó chuẩn bị nó nhập. Nhập nó lại tách ra ấy. Ngày xưa là Bình Định, Quy Nhơn nhập nó cho này tách ra đấy. Hai thằng tách ra. Sự nhập vào một. Rẽ phải anh ạ. Rẽ phải đường quốc lộ cũ đấy nhỉ. Vâng, còn mình rẽ trái đi về mình. Đấy là 21, quốc lộ 21. Yeah.
xanh đèn đỏ. Thôi cái tàu nó đứng luôn đấy, nó không đi. Tàu hàng anh ạ. Nó đứng luôn đấy luôn. Không dồn toa anh ạ, chắc là vấn đề gì rồi. À đúng rồi, dồn. Nó đang lùi. Tàu nó vào thành phố ấy thấy. Nó vào trong chắc là nó chưa vào. Chưa phải. Không phải chưa vào. Bây giờ các cái tỉnh bây giờ họ lại chuẩn bị đưa hết ga ra ngoài. Chứ kể cả Khánh Hòa, Đà Nẵng thì đang đưa hết các cái ga. Nó cứ thành phố nó phát triển nhiều quá đây. Các cái ga giờ này vào bên trong. Thế là nó gây tắc đường. Lại đưa hết ga ra ngoài cách vài ba cây hoặc 6-7 cây. Lâm Định ở Hà Nội chỗ đường Lê Duẩn anh nhỉ. Ui giời, dân là sát đường tàu anh nhỉ. Bán cà phê cà pháo ra bê cả ghế đường tàu, sợ thật nhỉ. Bây giờ nó lại bán được cà phê vì là nó có người, nhiều người thích uống cà phê bên sát cái tàu nó chạy. Thế bắt đầu là mỗi lần tàu về nó bê chạy, sợ thật. Không, như ngày xưa. Nó ngồi sát luôn ấy, tàu vẫn chạy mà. Nhưng bởi vì nó vào trong đấy nó chạy chậm lắm, nó chạy có 20 km, 30 km, sợ chưa đến 2 km giờ. Cho nên là mọi người có cái uống cảm giác uống cà phê thấy thích thú. Lôi mấy cái ghế đầu ấy, ngồi sát vào đường tàu uống cà phê. Mỗi lần về chạy ngày xưa em nhớ vào. Xong rồi chụp cái ảnh. Bây giờ lại còn điên khùng, bây giờ càng ngày càng điên. Ngày xưa mẹ thằng Minh như Thái bán cơm với anh. Ui giời, về chạy nó em nhảy. Cứ bảo là người Phú ở đây chờ tàu nó về là giúp cô cơm nước lên trên, bắt đầu là không về chạy. Khổ mấy cơm của em, khổ, thực ra họ rất khổ. Đứng đường mà đứng mũi trông. Lắm tiền hả em? Tiền thì thực ra cũng đi, phải đi chấn lột của người khác. Hôm nay có phải ai cũng là toàn con đồng trong trả hết đấy. Trong nhiều thằng muốn ra